Buồn cười. Cô đáng sợ chưa? Gần quá mà, làm sao mà không trúng? Các người dám nói ta như vậy đó hả? Thôi đi nào chú hai ơi. Thực ra chú hai không phải là đối thủ của thầy Nhất Nguyên đâu. Người dám nói với ta như vậy đó à? Người có biết rằng á, một năm như đại trưởng phu, một hảo hán, chết cũng không rút lui, có biết chưa? Mục tiêu phấn đấu của ta trong 10 năm qua là muốn trả thù, các người có biết không? Ôi chúng miệng ông ấy thối thiệt đó nha. Cuối cùng ta đã chờ được ngày hôm nay rồi, 10 năm rồi. Ngày hôm nay ta nhất định phải rửa sạch mối nhục trong 10 năm qua của ta. Ê khoan đã, ngươi có thể giải thích một tí là mối nhục nào mà ngươi đã gánh chịu 10 năm qua không? Ờ, ngươi quên rồi sao? 10 năm trước ở trong cuộc thi ninja thế giới, ngươi nhớ chưa? Đó quả thật là một mùa đông lạnh lẽo, xong còn tuyết rơi lả chả. Và đại khí tượng báo cáo rằng nhiệt độ là âm 10 độ. À tôi nhớ ra rồi. Suy nghĩ cho kỹ một chút đi. À, ta nhớ ra rồi. Hôm đó tôi còn đá lồng nhèo với lại cô trọng tài. Anh là chồng Quy hả? Không phải. Thì à đúng rồi, ta ăn trao đổi ám khí của ngươi. Không phải. Ta lén đục một cái và đối thương người khác. Không phải. À, trong lúc mà thì ta mất mũi bắn vào mặt ngươi. Không phải. À đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta đi vệ sinh xong rồi không có rửa tay, bắt tay với ngươi. Không phải. Trời ơi, thật buồn cười quá. À, 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 ta nhớ ra rồi. Thật ra trong cuộc thi đó ta không hề tham gia. Không phải, xin lỗi nha, tôi cố gắng lắm rồi mà nghĩ không ra. Thật đáng ghét, để ta đưa cho người nghe. Ờ, được. 10 năm trước đây, ở trong cuộc đấu ninja đó, hai chúng ta là một cặp. À, đúng rồi. Thì ra là như vậy à. À, người nhớ ra rồi phải không? Cảm ơn. Xin lỗi, không nhớ. Làm gì có chuyện đó. Trời ơi, thật là phí sức của ta 10 năm qua. Ta liều mạng với ngươi. Hay lắm, đánh chết hắn đi. Chờ đã. Chuyện gì nữa đó? Nghĩa chừng quá. Tạm dừng. Sao nó đây? Có thể đánh lại được không? Không được. Thầy ơi, đừng đừng. Đừng mà. Đừng. Đa tạ ân công đã không giết chết tôi. Kỳ thật từ lâu tôi đã biết là tôi đánh không lại anh. Tôi không phải là đối thủ của anh mà. Đừng nói như vậy. Dẫu gì thì anh cũng là một đối thủ rất là đáng kính của tôi. Chú hai đã bảo các người đừng gọi tôi là chú hai mà không nghe. Chính như vậy ta mới thua. Phải các người ta là chú thắng thì ta đã thắng rồi. 10 năm qua tôi đã muốn cố gắng giữ lòng tự trọng của mình làm một ninja siêu cấp. Tôi suốt ngày uống rượu say, tôi mới có thể yên tâm đi về nhà. Khoan đã, nếu như chú đã làm bộ ninja siêu cấp thì chú không có dễ dàng bỏ cuộc được. Cố lên siêu ra. Tôi thật là cảm động quá. Phải đó, chú là một ninja thật thủ mà. Phải cố lên đi, ngày tháng còn dài. Làm ơn đi, ngày tháng còn dài mà. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi nhất định sẽ là một ninja siêu cấp, sẽ quay lại tìm các bạn. Bảo trọng. Chú hai. Ờ, chú thắng. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye.
bay trên nước. Trời, kinh khủng thiệt. Tính ra ông ấy cũng là một ninja xịn chứ. Tôi không biết bơi. Trời ơi, trong những ngày tháng qua, tất cả mọi người đều biểu hiện rất là tốt, mặc dù cũng có một số thiếu sót, nhưng mà tôi cảm thấy rất là hài lòng. À, chính vì vậy, viện trưởng muốn tưởng thưởng cho tất cả mọi người một năm một lần tổ chức cuộc thi thả diều. Người nào mà thả được con diều cao nhất thì sẽ được giải thưởng hạng nhất. À, thế giải thưởng đó thưởng gì? Người được giải nhất sẽ được thưởng một tấm hình chân dung của viện trưởng, và cộng thêm tiền mặt là 1.000 đồng. Cố lên, cố lên. Sao mà bay thấp quá vậy? Cố lên đi chứ. Làm sao bây giờ? Sắp tuyệt chiêu đi. Cho cả cho mình đó. Ừ, yên chí đi. Này cưng. Chào cưng. Hay quá, hay quá. Ôi, nhiều quá, tụi nó trước hết trời. Chỉ còn gì của chúng ta thôi. Hay quá. Diều đâu rồi? Dạ bay luôn rồi. Bay cao quá cho nên bay luôn rồi. Không được cười. Các em có biết được rằng á, những con diều đó là có truyền thống lịch sử của trường của chúng ta, không thể nào để mất được. Phải đi tìm cho được những con diều đó về đây. Nếu như mà mất diều thì tất cả sẽ bị đuổi học. Diều ơi, diều ơi, người ở đâu vậy? Mau ra đây đi. Xui xẻo quá đi. Bây giờ sao đây? Tại ngươi đó. Còn mày đặt kêu buông tay ra vỗ tay đó. Ông muốn chửi thì chửi đi. Nếu mà chửi ra rồi các bạn cảm thấy dễ chịu thì cứ chửi. Kinh thiệt. Diều ơi, Diều ơi, đừng có kêu nữa. Con Diều đâu có lỗ tai đâu. Ông muốn đánh thì đánh đi. Em chấp nhận mà. Đánh chết, đánh chết. Đánh chết rồi đi. Thôi mặc kệ họ. Chúng ta vui là được rồi. Ừ. Tránh ra đi. Xui xẻo quá, bị người ta treo lên giống như con lợn vậy. À, may mà y còn mời mình ăn. Cảm ơn. Các bạn, nghe nha, nơi hoang vắng như thế này, mọi người phải cẩn thận mới được đó. Bởi vì ở những chỗ này, có những người hả, chơi mà bắt cóc trẻ con đó. Sơn tặc. Sơn tặc là gì hả? Im miệng đi, sơn tặc mà cũng không biết hả? À, có phải là những người á, ăn mặc thiệt là đẹp, ở bên ngoài dụ chúng ta đi vô nhà không? Im đi, đừng cười nữa, nói cho các người biết nha. Ta chính là sơn tặc chuyên môn bắt cóc trẻ con đây. Ta nói như vậy buồn cười lắm sao? Phải rồi, trong mặt của ngươi thật buồn cười. Ngươi hả? Ngươi cũng giống sơn tặc mà ngươi chỉ giống heo rừng thôi. Thôi được rồi, các người cười đi. Các người tưởng rằng ta thích cái gương mặt của ta lắm hay sao? Thực ra trước đây ta là đại ca của một tập đoàn bắt cóc. Bởi vì ta có gương mặt này, người ta, ngay cả con tin cũng không hề sợ ta. Thuộc hạ của ta bỏ ta mà đi, cho nên ta mới ra nông nổi này. Chỉ còn có đi săn để kiếm sống thôi. Chà, thì ra là săn tặc thiệt hả? Tên săn tặc này thật là tội nghiệp quá. À,
mình có cách rồi, qua đây coi nè. Nên bây giờ mình tìm không được cái diệu hay là mình đóng kịch đi. Đóng kịch gì? Chúng ta nói rằng bị họ bắt cóc thì sau này mình đâu cần phải đi tìm diệu nữa. À, các người chấp nhận để cho ta bắt cóc hả? À, phải đó, là mới bắt cóc chúng tôi đi. À, cảm ơn, cảm ơn. Các người đối với tôi thật là quá tốt. Nếu như có thể bắt cóc một lần một cách thành công, ta chết cũng nhắm mắt đó. Thôi được, vậy mình bắt đầu đi. Được. Vậy thì phải bắt đầu như thế nào đây? Muốn bắt cóc thì phải giúp một lá thư tống tiền. Sau đó gửi đến cho thầy của chúng tôi và viện trưởng quy hiếp họ. À được, giấy bút chuẩn bị. Ta phải viết thế nào đây? Làm ơn đi mà, giúp đỡ đi mà. Người tốt đó, giúp đỡ người ta thì phải giúp tới cùng chứ. Được rồi, để ta viết. À phải, muốn tống tiền cái gì đây? À ta nghĩ... Tôi muốn một bao gạo. Dở hơi. Không có đáng giá gì hết vậy. Hả? Mất mặt thiệt đó. Chỉ đòi có một bao gạo thôi à? Thế thì sao chứ? Thế cần cái gì các người nghĩ đi coi. Ít ra phải đòi 100. À, 1.000. À, không không không. Mỗi đứa 1.000. Phải đó. Và 3 thùng kem nữa. Và phải có kẹo sô-cô-la. Và còn có cả bánh kem. Đồ chơi điện tử. Máy tính. Robot người máy. Siêu nhân. Sô-cô-la. Chụp Mickey. Thầy Nhất Nguyên à, 4 đứa nhỏ đã đi một ngày một đêm rồi, tới bây giờ còn chưa trở về. Tôi cảm thấy lo lắng quá. Kỳ thực như vậy thì cũng tốt. Lợi dụng cơ hội này cho 4 đứa này học cách độc lập. Nếu không cả cuộc đời cũng không trưởng thành đâu. Kỳ thực mất đi con diều á, đâu có gì là nghiêm trọng đâu. Tại sao ra nông nỗi này? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, có phải là chúng ta đã quá nghiêm ngặt không? Nếu như chú đất không thể về đây được thì cả cuộc đời này tôi không thể yên tâm cho được. Viện trưởng à, thầy cũng không có nên tự trách mình nữa. Nè, câu này là ông nói đó nha. Ông phải đi tìm chú đó về đây. Nếu không hả, tôi sẽ phạt tiền ông. Liên quan gì tới tôi chứ? Xem kìa, không biết họ có buồn quá không nhỉ? Thật là tội nghiệp nhá. À, là thư của mấy đứa nhỏ viết về. Chúng tôi đã bị cấp bắt rồi, không thể về được. Cấp bắt là gì? À, cấp bắt có nghĩa là tiếng Đài Loan, có nghĩa là làm con cấp nhảy đi chơi. Chúng ta đang lo lắng cho chúng nó, thế mà tụi nó lại đi chơi chứ. Chẳng có gì phải lo. Tốt quá, mấy đứa nhỏ không sao là được rồi. Thế mình uống rượu đi, phải đó. Nè, chúng ta chưa quánh tôi tiền nhé. À, được. Thì ra, bố thầy đâu có quan tâm gì tới mình đâu. Biết mình bị bắt cóc rồi, mà vẫn còn ngồi trong đó uống rượu vui vẻ như thế này. Mình nghĩ lần này mình bỏ cuộc đi. Thì ra mình không đáng giá chút nào hết. Bởi vậy... Này này, sao mấy đứa về đây mà là khách như vậy? Thì ra thầy đâu có quan tâm tới tụi em đâu. Chúng em bị bắt cóc mà. Mấy thầy không buồn chút nào. Bắt cóc. Ôi, vậy là các em mới viết sai rồi. Tưởng sao các em á là được nghỉ phép nhảy đi chơi. Viết sai rồi. Hả? Kiểu học hành á thì không lo học. Này, sao có tìm được con gì chưa? Chưa tìm được, đương nhiên là không phải rồi. Đúng là bị bắt cóc thiệt đó. Tất cả không được cử động. Tại đây, mấy đứa này đã bị tôi bắt cóc đấy. Này này, tên này là ai vậy? Ôi, còn xấu hơn cả ông, đúng là trên đời hiếm có đó.
là sơn tặc đó, đến đây bắt cóc chúng tôi đó. Nếu không thì đã tìm được cô Diều về đây rồi. Chưa tìm được Diều hả? Hắn ta hại, hắn ta hại. Thế Diều đâu? Bị hắn ta ăn vô bụng luôn rồi. Diều mà cũng ăn à? Phải đó, ta thích nhất là ăn Diều đấy. Xem đây, ta là đại sơn tặc. Đúng là Diều của các ngươi ngon thiệt. Trời ơi, thôi được rồi, vậy ta mời người ăn Diều nha. Nếu như người thấy ăn được thì ta mới tin những gì họ nói là thật. Bây giờ các người tin chưa? Ăn hết luôn rồi kìa. Không biết hắn ta sẽ đi ra cái gì nhỉ? Muốn cho chúng nó được bình yên thì hãy mau chuẩn bị hết tất cả những thứ ở trong giấy này cho ta. Nếu không thì hốt xác tụi nó. Thật là tuyệt tình. Không nhìn xem gì hứa thì đã từ chối rồi. Thì ra chúng ta lại không có được người ta thương yêu. Vâng, một đâm sâu cũng không đáng nữa. Làm ơn, xin đừng hại chúng nó. Tôi đã lấy hết toàn bộ giấy tờ, bằng khoáng, nhà cửa, tài sản của tôi, tất cả những gì đáng giá, đưa cho ông hết. Làm ơn đừng hại chúng nó. Viện trưởng, viện trưởng, chúng em biết lỗi rồi. Thật ra chúng em gạt thầy thôi, chúng em không có bị bắt cóc đâu. Thật ra chúng em chỉ gạt thầy thôi. Xin hãy tha thứ cho chúng em đi, sau này chúng em không dám nữa đâu. Trời, chúng nó tưởng là thật đấy chứ. Thì ra hai người biết từ lâu rồi. Đương nhiên rồi, là thầy của các người. Chẳng lẽ mấy cái kỹ thuật nhỏ này các người bày ra mà ta không biết nữa hay sao? Thì ra các người đã biết rồi hả? Lại còn hại tôi với ăn Diều. Không ngờ người biết ăn chứ. Đúng là cái tầm đại ngốc. Lần này các người bị khai trừ thiệt rồi. Này này này, thấy các người tánh tình hiền lành, lại biết tự thú. Cho các người thêm một cơ hội, tha thứ cho các người, sau này phải ngoan ngoãn nghe chưa? Sao không nói sớm? Không ngờ lần cuối cùng ta bắt cóc vẫn có thất bại. Này, cái tên ngốc kia, thấy người cũng có lòng tử tế với mấy đứa nhỏ. Người có thể ở lại trong trường ninja để người có thể phát huy sở trường của người mà lại không bị bồn nữa. Bây giờ ta chính thức mời người làm đại tướng bắt cóc của trường ninja. Trời, đại tướng bắt cóc. Ủng quá đi. Ngủ tiếp đi. Ồn quá. Đại tướng bắt cóc.
Này, không được ngủ nữa. Cáo từ. Sao thế? Giảm lười biếng hả? Đại tướng bắt cấp, người ta đang đi vệ sinh mà. Đại tướng bắt cấp. Thôi quá, thôi quá. Người giờ này mà làm việc khác, giờ ăn mà lại đi vệ sinh. Tôi đã xong nhiệm vụ của tôi, sẽ cáo từ. Đi vệ sinh có phạm pháp sao? Làm người nhất định phải cố gắng, không được lười biếng. Nhất định phải tập cho được, trở thành những ninja siêu cấp. Dạng phụ dâm phụ. Im miệng. Ta bây giờ đang nghiên cứu cùng với cậu ấy làm cách nào để cải thiện việc ăn uống các người. Cũng vì tốt cho các người thôi mà. Tiếp tục tập luyện. Mười điều tiên quyết bắt cấp. Một, không được mềm yếu. Điều thứ hai, không được tiết lộ tâm tích. Điều thứ ba, không được chủ quan. Điều thứ tư, không được thất thủ. Điều thứ năm, không được nóng nảy. Nguyên tắc thứ năm. Điều thứ sáu. Ôi, đại tướng bắt cấp bị bắt đi rồi. Trời ơi, mời thần tử thì dễ, tống thần đi thật là khó. Xong rồi, yên tâm đi. Ta chỉ mua cho y một cái vé đi Tây Tạng thôi. Ủa? Ta không làm gì hết nha, tôi không nghe gì cả. Chú Hiệu có không thấy gì hết. Sáng hôm nay tinh thần thật thoải mái. À, hôm nay có chuyện gì vui không vậy? Sao mà vui vẻ thế? À, bởi vì có một người biến mất rồi. Thôi được, thôi được. Trở về đây tài chính. Ngày hôm nay ta phải chỉ cho mọi người hắc sơn chi thuật. Vậy là sao? Tức là chui vào trong hang núi tối phải không? Đúng rồi. Vậy làm sao mà gọi nhau được? Này này này, con ngươi này. Đi chỗ khác. Này, hắc sơn chi thuật là một cái ám hiệu của ninja. Để đề phòng kẻ địch xâm nhập vào, ninja nhất định là phải nghĩ cho ra một cái ám hiệu. Chẳng hạn như ám hiệu ở trong trường ninja của chúng ta gọi là vườn bát, là tất cả mọi người phải nằm xuống. Nếu mà nói tới chùa đen thì mọi người phải lật qua. Còn nói tới trứng thúi thì phải kêu như con chó, phải chưa? Vâng. Cho nên ta nói nếu như bên ngoài có gian tế xâm nhập vào đây thì y không biết được ám hiệu của chúng ta, thì động tác của y nhất định sẽ bị lộ ngay. Bây giờ mọi người thử đi. Vương bát. Rùa. Trứng thúi. Dừng lại. Này đại ca ơi, làm ơn nha, cái gì cũng phải nhanh lên một chút. Nếu mà chậm một chút người ta có thể nghi ngờ người là gian tế đó. Phải cố gắng tập luyện nhanh. Vương bát. Vương bát.
Rùa. Đây này, vô dụng quá, mới đây quên rồi. Được, bây giờ ta sẽ làm mẫu lại một lần. Hấp sơn chi thuật, vương bát. Rùa đen. Chúng tôi. Giang tế. Ôi, đúng là bắt được giang tế kìa. Thầy ơi, thầy ơi, y đã chết rồi, thầy, tỉnh lại đi. Ôi, thầy tỉnh lại rồi. Người nào đã bày ra cái chuyện mà hắc sơn chi thuật làm lộn xộn như thế? Độc Trúc phái đã cho trộn vào đây. Không thể nào, Độc Trúc phái đã biến mất 20 năm nay rồi. Không, lúc nãy ta đã điểm cuộc đạo của y rồi. Nhưng mà y đã có thể phục hồi lại được. Người mà có thể phục hồi được chỉ có người có Độc Trúc phái mà thôi. Cho dù lửa cháy cũng không chết được. Độc Trúc phái bây giờ đã phục sinh lại rồi. Xem ra dâm giang hồ chắc chắn sẽ có sóng gió đó. Thực ra học sinh cùng với tất cả các thầy cô giáo khác cũng đã đi hết rồi. 20 năm trước ta liên hợp cùng với các đại môn phái khác tiêu diệt Độc Trúc phái, mới rời khỏi giang hồ, mở cái trường học này. Không ngờ bọn chúng vẫn còn tìm đến đây. Giờ phút này mà ông còn ăn nổi à? Nếu như chúng ta đã vạch mặt được hắn rồi, đêm hôm nay chắc chắn họ sẽ đến đây để mà xâm nhập đó. Có người. Xin chào. Này, các người tại sao còn chưa đi? Chúng em không đi đâu. Trời ơi, đúng là hoạn nạn mới biết được tình thâm. Bởi vì chúng em lạc đường, bụng lại đói nữa cho nên về đây. Nè, các người quá thực tế nha. Không đâu, em là cô Nhi, em không còn nhà cửa nữa. Ở đây là nhà của em. Xong đừng đuổi em đi. Cho dù chết thì em cũng chết ở đây cùng với thầy thôi. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng à. Cảm ơn, cảm ơn. Xui xẻo thiệt. Đáng ghét. Ngươi thiệt là ham tiền. Nè, các người làm gì đó? Ồ, y nói rằng y có thể khiến cho viện trưởng khóc như là chết cha chết mẹ. Thì cho tôi thu y 10 đồng. Làm tôi thu 10 đồng tức thiệt. Đại tướng bắt cấp, tôi biết rằng trường của chúng ta bây giờ đang gặp khó khăn, đến đây giúp đỡ. Này này này, hắn đến đây làm gì vậy? Bởi vì mấy cái túi này là đồ may mắn của tôi. Chúc mọi người thắng lợi. Chú hai, chú hai. À không, chú thắng. À đúng là xài thuốc hơi nhiều. Người cũng đến đây à? Trường đang gặp khó khăn, tôi đến để giúp đỡ. Cho các người phước như Nam Hải Thọ Bỉ Nam Sơn. Cho ta sống là 100 tuổi à? Người tưởng ta là con rùa hay sao? Rùa. Giang tế. Người đạp tặc cũng vô ích thôi. Các người đã trúng cốt đại độc của ta rồi.
ngoài phụ nữ và trẻ em trà, thì trong vòng 1-2 giờ sau, tất cả các người không thể nào có thể phát động được võ công nữa. Không ngờ người lại dùng phương pháp đưa tiện như vậy. 20 năm trước, người đó khủy đọc chúc phép của ta. Này, lão già kia, ngươi không ngờ rằng 20 năm sau có ngày hôm nay phải không? Đây là ân oán riêng của chúng ta, không bất nên hại những đứa trẻ. Người đã liên kết với lại các đại bang phái tiêu diệt bọn ta. Người có nương tay đâu, hôm nay ta phải trả thù, ngươi dám? Đồng nam đồng nữ, đó quả thật là những cực phẩm của chúng ta. Chỉ cần ta uống huyết đồng tử thì có thêm được một mạng. Như vậy ta có thể buông tha cho họ không? Ôi cha, máu đồng tử thì không có, chỉ có đất tiểu đồng tử thôi. Đáng ghét. Sao hả? Đồ đáng ghét. Đại tướng bắt cấp, ninja siêu cấp, xin chào. Chào anh. Ngươi, xin lỗi. Đạp chết ngươi. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Lại là ngươi. Xin lỗi nha, không phải gì. Nói té mũi. Hay, hay, hay. Trời ơi, ân nhân, anh đã cứu em rồi. Em phải lấy anh làm chồng thôi. Làm ơn, đừng có nói mấy cái tiếng này nghe kinh quá có được không? À được. Ui, anh thật là đẹp trai, oai phong quá. Chúa ơi.
Tiêu rồi làm sao đây? Tìm đi tìm cái gì? Tìm chủ. Đó, thật ra không phải là rượu ô mai mà tôi đã nói với các người đâu. Đó là máu của độc chốc phái đó. Mau mang ra đây mới có thể đối phó được với họ. Tìm được rồi, ném đi, ném đi. Người tôi hết sức rồi. Tôi có sức. Mau nhặt lên và ném đi, đừng biểu diễn nữa. Vô ảnh cướp. Để tôi. Ném đi. Ôi kinh quá. Ôi kinh thiệt. Không sao, không sao, đừng sợ. Này. Không sao rồi, không sao rồi. Ôi, trong cuộc chiến vinh quang này thật là hay quá. Sau này còn ai dám động tới ta hay không hả? Lần này ta đã lập công rồi. Lần này nhờ có tôi đấy nha. Siêu cấp ninja quá thật là vô địch. Thắng lợi rồi, thắng lợi rồi. Bây giờ tôi đã là ninja siêu cấp rồi. Xin chúc mừng anh. Ờ? Xin hỏi, thầy mỗi lần cô xuất hiện là có gió gì? Để có thể làm một ninja thành công, thì không phải chỉ có võ công giỏi, mà hình dạng cũng phải tốt nữa. Hoặc máy tự động. Mua đâu gì? Tôi muốn một cái đó. Ôi, em giỏi thật. Nếu không thì đã tiêu rồi. Sau này nếu như có người xấu tới đây thì em nhất định phải trừng trị họ đó. Còn dám nói nữa à? Luyện võ công thì không luyện. Chết tới nơi rồi, thật là làm ta mất mặt quá. À, ngày thường á, mặc dù các em học hành không tốt lắm, nhưng mà lần này quả thật là cũng có nhiều công lớn lắm. Lãng tử quay đầu lại vẫn còn kịp mà. Lãng tử là sao hả? Cái gì cũng không biết. Thật là dở người quá đi. Bộ ngốc. Vâng vâng. Thế con người này? À, con người này là con rùa đen.